Vừa qua, Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet đã phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức hội thảo giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và trên 30 doanh nghiệp xuất nhập khẩu Hàn Quốc do Chủ tịch COIMA dẫn đầu. Tham dự hội thảo còn có sự góp mặt của lãnh đạo Bộ Công Thương, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại hội thảo, ông Đỗ Kim Lang, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại cho biết Việt Nam, Hàn Quốc là đối tác thương mại lâu đời, mối quan hệ của hai nước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, v.v. Đặc biệt, sau khi Hiệp định Thương mại Tự do song phương giữa hai nước được ký kết, trao đổi thương mại kinh tế giữa hai quốc gia đã được nâng lên một tầm cao mới. Chương trình hội thảo lần này không chỉ dừng lại là kết nối các doanh nghiệp của hai quốc gia mà còn mở ra cơ hội hợp tác lâu dài, mang lại nhiều giá trị kinh tế cho các doanh nghiệp tham gia.